ngay bây giờ ở Hoa Kỳ và các nền văn hóa phương Tây có sự gia tăng về số lượng, mức độ phổ biến và sự chấp nhận của phong trào LGBTQIA trong xã hội. LGBTQIA ở đây không chỉ đề cập đến người đồng tính, song tính, vô tính, mà còn là người chuyển giới, phi nhị giới, xác định không phải nam hay nữ, có thể thích và quan hệ với bất kỳ ai, hay thậm chí là quan hệ tình dục với loại thú, súc sinh. Theo Phật giáo Nguyên Thủy và Kinh điển Pali, đâu là những lý do đằng sau sự gia tăng đột ngột về sự chấp nhận và phổ biến này? Theo sư Hạnh Tuệ, đó là sự gia tăng ham muốn và dục vọng tham lam của thế gian. Liệu có thể đó là lý do chấm hỏi? Sự gia tăng này là tốt hay xấu cho xã hội? Là một tín đồ Phật giáo Nguyên Thủy, liệu có phải tốt hơn là nên sống hạn chế tình dục và đạt được Niết Bàn càng sớm càng tốt? Ở trong kinh Khởi Thế Nhân Bổn thì có một cái sự kiện thú vị là như thế này: là khi con người ta hưởng dục càng nhiều thì sẽ càng có những cái biểu hiện đặc biệt, ví dụ như là sự không có rõ ràng về giới tính nè. Đó, tức là mình nói là cái dạng này đó, không rõ ràng về giới tính nè. Rồi cái sự đi đến vợ của người khác nè, tức là ngoại tình nè. Rồi cái sự loạn luân nè, nó sẽ xuất hiện. Cái này đã được Đức Thế Tôn nói từ xưa rồi chứ không phải tới bây giờ. Tức là khi người ta không giữ giới, năm giới mình không giữ nha: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Năm giới mình không giữ, rồi dần dần mình hưởng thụ các dục, hưởng thụ càng nhiều, các dục tăng trưởng càng nhiều, thì những cái sự kiện này sẽ càng ngày càng phổ biến ở trong xã hội. Thì đó là hai cái lý do đưa đến cái giới này càng lúc càng nhiều. Mà quý vị biết rồi, khi mà một cái cộng đồng nào đó mà càng ngày càng nhiều thì cộng đồng đó sẽ có tiếng nói ở trong xã hội. Thành ra bây giờ á, sư nói quá là họ có thể họ tấn công, họ nói là sư kỳ thị phân biệt giới tính. Thì đó, bởi vì đó là sự phát triển lớn mạnh của một cộng đồng như thế. Thì bây giờ mình biết nói sao giờ? Bây giờ mình muốn thì mình lo cho mình thôi, đừng có lo cho người khác. Lo cho mình là như thế nào? Một, lo giữ giới giùm sư nha, lo giữ giới giùm sư. Hai là lo thiểu dục giùm sư. Khi mà mình thiểu dục á, là mình tránh xa những cái hạng người nhiều dục. Khi mình giữ giới là mình sẽ tránh xa những người phạm giới. Thì như vậy ai có như thế nào thì cũng không dính dáng gì tới mình. Giống như mình và họ là sống hai thế giới khác nhau. Mình chỉ biết là họ có tồn tại thôi, chứ hoàn toàn là mình không bao giờ mình phải tiếp xúc với họ. Quan trọng là do mình muốn. Không sống gần người ác thì đừng làm ác, đơn giản thế thôi ha. Không biết Đại Đức Tuệ Tường, mà sẵn sư nói luôn để tránh nhiều người họ xuyên tạc á, là sư không có nói là những người thuộc cái này là họ làm ác nghe. Xin mời Đại Đức Tuệ Tường chia sẻ thêm. Cảm ơn Đức Hạnh Tuệ khéo léo trả lại câu hỏi này. Tại vì thật sự nha, sư cũng thú thật cho quý vị luôn, đây là một câu hỏi rất là nhạy cảm, mà như Đức Hạnh Tuệ có nói đó. Tại vì cộng đồng LGBT thì giờ rất là lớn mạnh, hiểu không? Tại vì nếu mà lỡ nha, tôi nói rõ cho quý vị hiểu rõ, ở đây quý sư chỉ nói trong kinh điển, tức là theo lời Phật dạy, chứ quý sư không có đem tư kiến vô. Với quý sư, một khi đã nói pháp thì luôn nói với cái tâm từ, với cái lòng thương tưởng, cái lòng bi mẫn đối với quý vị, chứ không hề trong nơi tâm quý sư bao giờ có một cái tâm mà đối xử phân biệt không, hay là kỳ thị bất kỳ một ai đó đó. Cho nên là ở đây xin nhấn mạnh một lần nữa, để cho tránh cái sự hiểu lầm hay là lỡ qua cắt ghép đó,
không? Thì mang đến những cái điều mà nó không hay cho cái người cắt ghép, mà thậm chí lan tỏa đến những cái người mà đôi khi họ nghe cắt ghép và họ tin liền. Còn vào câu hỏi chính thì xin thưa quý vị, những cái điều mà ở đây cái vị Phật tử hỏi là những cái dục vọng tham lam của thế gian rồi những cái hiện tượng đó như vậy đó, thì xin thưa nói tột cùng thưa vị, tột cùng đó, thì đó là cái vận hành của pháp thưa vị, đó là vận hành của pháp mà Thế Tôn ngài đã nói trong chú giải Tương Ưng đó, cũng đã nói cái vận hành của thế gian này đó, nó đã như vậy thưa vị, làm như thế nào là nó có ba thời kỳ: thời kỳ mà người thiện nhiều hơn người ác, thời kỳ mà chúng ta được sống là người thiện mà người ác bằng nhau, và cái thời kỳ mà người ác nhiều hơn người thiện. Thì ở đây từ bản thân chúng ta có một học giáo lý, có chánh kiến, chúng ta phải tự nhận định mình đang sống trong thời kỳ nào để mình hiểu rõ. Thời kỳ mà nhiều người ác thì đương nhiên những cái tham lam, những cái sân hận, những cái si mê dục vọng thì nó sẽ ra nhiều, và con người nó tôn vinh cái vật chất ngon hơn cái giá trị đạo đức đó. Bản thân chúng ta là người Phật tử, chúng ta sẽ có chiêm nghiệm lời Phật dạy thì sẽ tự cho mình câu trả lời, vì lẽ ra rằng thì đó là cái lẽ thiên nhiên, nó phải vận hành như vậy vậy thưa vị, chứ mình không có thể đổ lỗi là tại sao mà bây giờ thì như vậy. Tại sao thời kỳ hồi xưa thời thời Phật nó lại như thế kia đó, không thể, mình phải hiểu như vậy. Còn ở đây á có một câu hỏi này thì sư để đặt rõ hơn cho cái vị hỏi câu hỏi này hiểu rõ hơn, là một tín đồ Phật giáo nguyên thủy, liệu có phải tốt hơn là nên hạn chế tình dục và đạt niết bàn càng sớm càng tốt? Trước khi trả lời câu hỏi này á, thì sư cũng có trích dẫn hai cái điềm mộng trong 16 điều ba 16 điềm mộng của vua Ba Tư Nặc đó sư vị, tức là vua Ba Sinh Đế Đí, để cho chứng minh được vì sao mà sư nói cái vận hành của thế gian á, nó xảy ra thế này lúc thế này kia, nó lẽ lẽ tự nhiên là sao, giống như cái điềm mộng của vua báo trước điều này nè. Có hai điều này mà liên quan đến câu hỏi này mà sư nói cho quý vị lưu tâm, đó là điều gì? Thứ nhất là vua mộng thấy cây cối bỗng dưng thu nhỏ bất thường, nghĩa là cao hơn gang tay mà đầy đủ hoa trái đó. Ở đây á, quý vị phải hiểu là người xưa vốn dĩ chưa biết cây kiểng bonsai nên dĩ nhiên thấy đó là chuyện lạ, đúng không? Nhưng thực ra đó là điềm báo sau này là người càng đắm nhiễm dục vọng nam nữ đều sớm biết chuyện ái ân từ lúc nhỏ tuổi đó. Đó là cái điều này, điều mà ông vua Ba Sinh Đế Đí nằm mộng rồi xong Đức Phật là ngài giải mộng. Rồi lại vua mộng thấy mấy con bò cái tìm đến bú sữa mấy con bé bé xíu thay vì theo thường tình thì ngược lại. Đây là điềm báo về việc sau này vị trí của cha mẹ cùng các bậc trưởng thượng trong nhà ngày càng xuống thấp, con cái nắm hết quyền hành và người lớn phải cung đón phục lụy đám nhỏ để được chăm sóc. Những cái điềm mộng này nè, thì quý vị soi xét đi, thì đến một ngày nào đó, nếu mà giờ quý vị soi xét trong hiện tại đã xảy ra chưa, hoặc là trong một ngày đó xảy ra, thì đương nhiên là một ngày nữa đó, những cái điều mà trong 16 điều mộng của Tư Nặc mà có hai cái điều này chị thấy có liên quan câu hỏi này, chị trích để cho quý vị hiểu đó là lẽ tự nhiên vận hành của pháp. Còn quay về á, câu hỏi là cái vị này hỏi là liệu có nên sống hạn chế tình dục và đạt được niết bàn càng sớm càng tốt, thì sư xin sửa lại chút nha cho nó chuẩn hơn, là nếu một câu hỏi này hỏi đúng là như vậy. Nếu mà đúng là phải sửa như vậy, để tốt hơn là phải hạn chế cái tham ái thưa vị, mở ngoặc từ Bali tức là tanh ha, để đạt được niết bàn càng sớm càng tốt, thì cái đó mới là, nếu cái đó tinh thần nó phải đúng. Bởi vì sao? Bởi vì cái việc mà tình dục là thưa vị, nó chỉ thuộc á cái nguyên nhân của khổ, nói chung khổ nó chỉ là thuộc một, nghĩa là một vế nhỏ ở trong một cái vế lớn của cái nguyên nhân của khổ thôi. Vậy nguyên nhân của khổ là gì? Xin thưa quý vị, nguyên nhân của khổ tức là gọi là tập đế đó, cái nguồn gốc mà mình sinh tử luân hồi nè, nguyên gốc mà mình do sinh tử luân hồi nè, đó chính là tăng ha.
hay mà có thể dịch nhiều chỗ với cái vị dịch, có nghĩa là có người có vị dịch là dục vọng, có người là dịch là tham ái, đúng không? Thì có ba cái loại dục vọng như sau đây, ba cái loại tham ái sau đây. Thứ nhất là dục ái, và xin thưa quý vị là có nghĩa là dục vọng khoái lạc về các giác quan, cái thứ nhất đó, các giác quan thì bị quá hiểu rồi đó, là mắt tai mũi lưỡi thân ý đó, nghe những cái mình thụ hưởng đó, chứ không phải đơn thuần là tình dục không đó, cho nên mình phải hiểu rõ như vậy. Cho nên khi mình nói là tình dục không điển hơi cực đoan, đúng không? Ngoài ra cái việc là mình thích nghe ăn ngon, thích mặc đẹp đó, mình thích nghe những âm thanh đó, dễ chịu đó, nghe nhạc, xem phim, nghe kịch rồi đó, đó là cũng vậy. Thứ hai là dục vọng được hiện hữu, tức là được trở thành, được cái thành cái dục vọng ở đây mình hiện hữu, mình hiểu đây là có thể là tái sanh về cảnh giới mà mong muốn được tái sanh, còn còn gọi là thường nghiệp, thứ vị còn gọi là thường nghiệp đó, mà từ Bali gọi là Phá Quá Tăng Ha đó, tức là mình có thể mong muốn tái sanh về lại cõi trời, hay là tái sanh vào cõi phạm thiên sắc giới, vô sắc giới đó. Rồi cái thứ ba là dục vọng vì không hiện hữu, vì quan điểm cho là không được hiện hữu sau khi chết đó. Còn gọi là phi hữu ái, tức là sao, tức là cái đây là quan điểm mà đoạn nghiệp chết hết à. Và trước khi kết thúc câu hỏi này á, sư cũng xin nhấn mạnh lại là để tốt hơn, để đạt niết bàn càng sớm càng tốt, là chúng ta phải đoạn trừ cái tanh ha, tức là tham ái, chứ không phải cái việc hạn chế tình dục này đâu nha. Không, mình phải hiểu rõ như vậy, tại vì trong cái tham ái nó có ba cái, có nghĩa là dục ái, hữu ái và phi hữu ái, đó chính là tập đế, tức là nguyên nhân của sự tử hồi, nguyên nhân đưa đến cái sự đau khổ của chúng ta hiện hữu bây giờ. Em xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Chúng ta qua cuộc hỏi tiếp theo.